Thưa quý vị, cách đây đúng 111 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn, Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi đó mới 21 tuổi, đã lên chiếc tàu Đô đốc La Toussaint Terrevin, rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình 30 năm đầy gian nan thử thách qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia trên thế giới, đã đưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến với chủ nghĩa Mác Lênin, đến với chân lý của thời đại. Từ bước chân lịch sử của người vào 111 năm về trước đã mở ra một bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2022. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, những năm tuổi thơ của Nguyễn Sinh Cung phải chứng kiến cảnh nước mắt, nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh thống khổ lầm than. Được giáo dục về lòng bác ái, tình nghĩa đồng bào từ cách đấng sinh thành, cùng với chí khí mạnh mẽ và động lực vượt qua mọi gian nan để vươn tới sự nghiệp lớn cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã trở thành người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Nếu chúng ta hiểu quê hương Nghệ Tĩnh trong thời đi phu, đi lính để làm đường thuộc địa, rồi những cái nỗi khổ của bà con khiến Nguyễn Tất Thành nghĩ rằng phải góp sức làm cho cuộc đời này, đời sống của dân mình phải đổi khác, tốt hơn. Cho nên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí rèn luyện mình để may chi góp phần thay đổi được cái xã hội đó, thay đổi được đời sống của bà con mình. Khi rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm một con đường mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, Nguyễn Tất Thành chỉ luôn đón một ý chí và quyết tâm cháy bỏng, đó là tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi. Đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Từ năm 1911 đến năm 1920 là thời kỳ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, tập trung khảo sát nghiên cứu để lựa chọn con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ của bọn thực dân phong kiến. Trải qua những tháng năm lao động kiếm sống, thâm nhập đời sống thực tế của những người lao động ở 4 châu lục Á, Âu, Phi, Mỹ, học tập phân tích tình hình chính trị thế giới, tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin, tìm hiểu sâu sắc các cuộc cách mạng, từ đó người đã đúc kết muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Có thể có nhiều lý thuyết, nhiều con đường để đấu tranh, nhưng người chỉ thấy chủ nghĩa Mác Lênin là lý luận, là lý thuyết, là chủ nghĩa, là con đường đúng đắn duy nhất mà thôi. Bởi vì chủ nghĩa Mác Lênin có phương pháp, có lý luận, tập hợp được giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại. Sự lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc chính là bước ngoặt lịch sử của dân tộc. Sau 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước, năm 1941, người về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, minh chứng cho sự lãnh đạo, tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Trong cái hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh đã khẳng định được một cái sự lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn. Và cái sự đúng đắn này trước tiên ta phải thấy được đó là cái sự phù hợp với cách mạng Việt Nam, yêu cầu lịch sử đặt ra. Thứ hai nữa là cái sự đúng đắn của con đường mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là con đường cách mạng vô sản. Thì phải thể hiện được đó là phù hợp với nguyện vọng mong ước của toàn dân tộc Việt Nam.
đó là khát vọng về độc lập, tự do, khát vọng về một cái ấm no thực sự cho người dân. Từ chuyến đi lịch sử của 111 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam và nhìn lại thành quả cách mạng Việt Nam trong thời gian qua, cùng hiện thực sinh động của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ngày nay, để thấy được tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của ngày 5 tháng 6 năm 1911, mốc mở đầu cho một cuộc hành trình quyết định vận mệnh cả dân tộc.